Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 tại Việt Nam, chủ nghĩa xã hội suy tàn. Trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới có đoạn đã viết như sau. Trên thế giới, tình hình tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang lắng nghe ý kiến của cử tri tại Hà Nội hôm 15 tháng 10 năm 2019. Báo cáo này cũng cho biết hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại khó khăn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh, quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn tiếp tục phát triển, nhưng đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm. Các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, nhưng đấu tranh kiềm chế lẫn nhau gay gắt. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân túy trong các quan hệ quốc tế gia tăng. Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Việc đánh giá chính xác kịp thời cục diện thế giới và khu vực là một việc làm đặc biệt quan trọng liên quan đến việc thành bại trong chính sách đối ngoại và ngoại giao của một đất nước trong bối cảnh cục diện toàn cầu vẫn đang trong quá trình định hình. Còn nhiều biến động và mang những diện mạo khác nhau trong từng không gian địa chiến lược. Nhìn toàn cục, cục diện thế giới ngày nay là nhị siêu cường, đa cực, đa trung tâm, với Mỹ là siêu cường số 1 và Trung Quốc là siêu cường thứ 2. Đây là sản phẩm của Mỹ và một số nước phương Tây khi đánh giá sai về chiến lược toàn cầu của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay, cũng như việc giúp cho con sư tử của thế giới thức dậy. Một số cường quốc thế giới như Nga, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Ấn Độ, nhận thức về quyền lực của các chủ thể quốc tế ngày hàng đầu này đang được quyết định bởi sức mạnh cứng và sức mạnh mềm trong mối quan hệ quốc tế hiện nay. Sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh giữa các siêu cường với siêu cường, với các cường quốc là một thực tế. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. GDP vào năm 2018 của Mỹ gấp 1,5 lần quy mô GDP của Trung Quốc, gấp 4 lần của Nhật Bản, 5 lần của Đức, 7 lần của Anh và Pháp. Về ngân sách quốc phòng toàn cầu, Mỹ chiếm gần 50%, hơn 50% còn lại là của toàn thế giới. Trong đó, ngân sách quốc phòng Trung Quốc gấp gần 4 lần của Nga, còn Nga thì gấp 1,5 lần của Đức. Bộ khung cấu trúc quyền lực giữa các nước lớn vô cùng mất cân đối như vậy, không thể không tạo ra chủ nghĩa đơn phương, cường quyền, bá quyền, nước lớn trong đời sống kinh tế và trong những thập niên tới. Đồng thời làm cho cục diện nhị siêu, đa cường, đa cực, đa trung tâm trong không ít trường hợp, mang nhiều tính danh nghĩa hơn là thực chất. Cục diện châu Á-Thái Bình Dương vừa mang nét chung của cục diện đa cực, đa trung tâm, vừa có sự khác biệt đặc thù, đó là cục diện hai siêu cường, nhiều cường quốc với sự phát triển mạnh mẽ sau hơn 4 thập niên cải cách mở cửa. Trung Quốc ngày nay trở thành nước lớn trong thời đại mới, là nền kinh tế thứ hai dẫn đầu thế giới về quy mô sản xuất công nghiệp, ngoại thương, dự trữ ngoại tệ, mức độ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới đạt 280 tỷ đô la, theo công bố vào năm 2018, là quốc gia hàng đầu trên thế giới trên một số mũi nhọn khoa học công nghệ như mạng 5G, thiết bị cảm biến, trí tuệ nhân tạo. Là chủ thể đang dẫn dắt nhiều chương trình hội nhập quốc tế tầm cỡ thế kỷ, trong đó có sáng kiến Vành đai và Con đường. Với sự gần gũi về biên giới lãnh thổ, văn hóa, lịch sử với các quốc gia trong khu vực, Trung Quốc ngày nay thật sự có sức mạnh siêu cường ở châu Á, Thái Bình Dương, cạnh tranh chiến lược ngày càng lợi hại với siêu cường Mỹ, một siêu cường về cơ bản là một quốc gia gắn kết với châu Âu và Đại Tây Dương. Đây là hình ảnh bộ ba tàu sân bay của Mỹ như USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz ở Thái Bình Dương. Ảnh chụp vào ngày 22 tháng 11. Mỹ và Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh hợp tác, tập hợp lực lượng trước hết ASEAN, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc nhằm chiếm ưu thế tại khu vực. Không nhận biết kịp thời và sáng tỏ sự thống nhất và khác biệt giữa đại cục thế giới và cục diện châu Á-Thái Bình Dương
sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực ứng phó với một thế giới đa dạng, phức tạp như hiện nay. Đại hội Đảng lần 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra mục tiêu đến năm 2020, Trung Quốc trở thành nhất bá, nhất siêu, đa cường, chi phối tới mọi lĩnh vực trên toàn thế giới. Do đó, tư tưởng đặc sắc Trung Quốc chính là kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất hung hăng. Dự báo về chính sách đối ngoại của Trung Quốc vẫn là thực hiện tham vọng, vành đai và con đường nhằm quyết tâm giành thắng lợi về mặt kinh tế, quân sự, đối ngoại, đẩy Mỹ vào thế phụ để giành thế thượng phong. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến chiến lược vành đai con đường, lặng lẽ tiếp nhận vai trò khu vực bằng những giải pháp của chiếc gậy và củ cà rốt. Mỹ hiện nay tuy vẫn là cường quốc số một thế giới, song Mỹ đã suy giảm sức mạnh tương đối trong tương quan so sánh với các cường quốc khác. Mỹ vẫn là nền kinh tế số một thế giới tính chung cả về tổng GDP, lĩnh vực vốn và khoa học, công nghệ, những vị trí đó đang đứng trước những thách thức to lớn, ngày càng bị thu hẹp với các trung tâm quyền lực khác. Mỹ từ chỗ chỉ chiếm 31% vào năm 2000, giảm xuống còn khoảng 20% GDP toàn cầu hiện nay. Năm 2000, GDP của Mỹ gấp 12 lần của Trung Quốc, nhưng đến năm 2012 chỉ còn gấp khoảng 1,9 lần. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Mỹ ngày càng tăng, lên đến gần 1.100 tỷ đô la vào năm 2012. Và Mỹ ngày càng bị phụ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, hàng tiêu dùng hầu như phụ thuộc vào nhập khẩu, trở thành con nợ lớn nhất thế giới với tổng số nợ nước ngoài lên đến 4.500 tỷ đô la. Riêng nợ Trung Quốc là 1,6 ngàn tỷ đô la. Đây là hình ảnh Trung Quốc và Nhật Bản là hai chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ trong biểu đồ thống kê nợ nước ngoài tính đến hết tháng 4 năm 2019. Về chính trị, vị thế và uy tín của Mỹ có chiều hướng ngày càng giảm sút. Sức mạnh quân sự của Mỹ tuy còn vượt trội so với các quốc gia trên thế giới, nhưng khoảng cách so với các nước như Nga, Trung Quốc đang bị thu hẹp dần, nhanh chóng. Trong khi đó, Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế thứ hai của thế giới sau Mỹ và sức mạnh quân sự không ngừng được nâng cao. Sau hơn 30 năm cải cách, mở cửa, Trung Quốc đạt được những thành tựu thần kỳ, kinh tế phát triển nhanh chóng và liên tục, tốc độ trung bình khoảng 9,7% một năm, với GDP năm 2012 lên 8.200 tỷ đô la theo Ngân hàng Thế giới, và năm 1990 GDP lúc đó chỉ khoảng 189 tỷ đô la, bằng 17,4% GDP của Nhật Bản, 1.087 tỷ đô la Mỹ và bằng 6,6 GDP của Mỹ, tức là 2.863 tỷ đô la. Nhưng 32 năm sau, vào năm 2012, với khoảng 8.227 tỷ đô la, GDP của Trung Quốc đã vượt GDP của Nhật Bản và bằng 50,6% GDP của Mỹ, 16.245 tỷ đô la. Con số này ngày càng thu hẹp lại. Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ lên đến 3.312 tỷ đô la, đứng hàng đầu thế giới. Và Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư cho quốc phòng, an ninh, trở thành quốc gia toàn cầu có vai trò quyết định các vấn đề quốc tế, ngân sách cho quốc phòng năm 2012 là 106,6 tỷ đô la, đứng thứ hai sau Mỹ. Thì năm 2019, ngân sách của Trung Quốc trên giấy tờ đã được tăng lên là 181 tỷ đô la. Và đây rõ ràng là một sự đe dọa rất lớn với Việt Nam với ngân sách quốc phòng rất thấp. Trung Quốc cũng đang trở thành cường quốc tầm cỡ thế giới về khoa học công nghệ, được xếp hàng đầu về những ngành khoa học công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, vũ trụ, gen và công nghệ sinh học. Đây là hình ảnh một con robot hình nửa người do Trung Quốc chế tạo trưng bày tại một cuộc triển lãm. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều nước lớn và sự thay đổi tương quan so sánh lực lượng giữa các nước, trong đó, trong những năm qua, thông qua quá trình hợp tác liên kết cạnh tranh đấu tranh, đã hình thành nhiều trung tâm, nhiều tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế mới trong một thế giới kết nối toàn cầu hóa. Nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi như BRICS, Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, Hợp tác Kinh tế Á-Âu, ASEAN, Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh, Ngân hàng Đầu tư Cơ bản Hạ tầng Cơ sở Châu Á, AIB, Khối Thị trường Trung Nam Mỹ, Mercosur và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ, UNSUS, Khu vực Tự do Thương mại Châu Mỹ, FTAA, các tổ chức kinh tế và chính trị không có Mỹ như AEPA ở Châu Mỹ, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được ký kết theo hình thức trực tuyến, đặt ra kỳ vọng là Hiệp định Thương mại Tự do FTA
có quy mô lớn nhất thế giới vừa ký kết tại Việt Nam. Một điểm nổi bật trong tình hình hiện nay là cuộc chiến kinh tế Mỹ và Trung Quốc có chiều hướng trở lên một cuộc đối đầu lịch sử, không phải diễn ra trên lục địa của Trung Quốc hay Mỹ mà là trên Biển Đông. Chính vì vậy, đòi hỏi Việt Nam cần đặc biệt chú trọng một số vấn đề như sau. Đánh giá một cách sâu sắc và toàn diện cục diện thế giới, đề ra một chiến lược mới nếu như Việt Nam cần kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Và bản thân, chính phủ Việt Nam hiện nay cũng không ngừng nỗ lực làm sâu sắc thêm và xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, đối tác hợp tác cùng có lợi với các quốc gia, thực thi chính sách quốc phòng, hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Và điều này được thể hiện trong sách trắng quốc phòng mới đây của Việt Nam đã đưa ra 4-0 như vậy. Và Việt Nam cũng không liên minh với nước này để chống lại nước khác. Thì đây là sản phẩm của việc đổi mới tư duy chính trị quốc tế từ Đại hội thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy chính trị quốc tế là lần thứ 2 tại Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh công bố sách trắng quốc phòng Việt Nam vào năm 2019. Đó là trong khuôn khổ chiến lược chung, cần định rõ vị trí Việt Nam ở vị trí nào trong chiến lược của nhị siêu, đa cường, đa trung tâm, mối nguy cơ nào là trực tiếp và lớn nhất dẫn đến sự tồn vong của đất nước và của dân tộc, cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trên một quan điểm tổng thể, cần có phương thức và phương cách đối phó như thế nào để bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc. Và trước diễn biến của thế giới ngày càng một khốc liệt với việc cạnh tranh của các siêu cường, cũng như chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn bị sụp đổ ở những nước ở Đông Âu và trên toàn cầu, thì hiện nay chỉ còn một số nước còn lại như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên là còn tiếp tục sử dụng hình thức này để vận hành bộ máy. Và nó ngày càng cho thấy sự lạc hậu và sự không cân xứng trong mọi chính sách. Vậy Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ 13 liệu có tìm ra một lối đi mới để tiếp tục đổi mới và dân chủ hóa hay không? Đó là câu hỏi cũng như đó là yêu cầu và nhiều mong muốn của người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa của Thời báo .d ngày hôm nay. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.